12 à, trong đấu sĩ. Chào mừng các bạn đến với những diễn biến trong ván thi đấu thứ 3 trong cuộc đối đầu giữa Gamesport và Servicebot. Một trận đấu vô cùng hấp dẫn và chúng ta phải đến với ván thi đấu cuối cùng mới có thể tìm ra được cái tên chiến thắng trong ngày thi đấu ngày hôm nay. Nhìn vào đội hình thì tôi cảm giác là đội hình của Servicebot vẫn dễ chơi hơn so với Gamesport khi họ để cho Levi có lượt lựa chọn cuối cùng là Lilia. Nhưng với đội hình này, Lilia cần phải có người vào trước. Thì liệu rằng Elio có phải là một cái tiếng trước thực sự là uy tín để cho Lilia trong tay của Levi vào hay không? Nếu như ta vào, anh ta sẽ phải đối diện với Thủy Lâu Tầm Nhiệt, anh ta phải đối diện với Quang Địa Chấn. Nhưng tôi nghĩ rằng đội hình bên phía Gamesport cũng là một đội hình rất là mạnh về dạng nửa sau ván đấu. Và cái đội hình hai xạ thủ thì bao giờ cũng có mức độ an toàn rất là cao ở khâu đi đường. Tức là cái đội hình này không yêu cầu Gamesport phải thắng đường. Và họ chỉ cần đi đường mức độ hòa hoãn. Kiểu về mặt độ khó đội hình á, mình cảm giác là đội hình của phía Sebrad nó sẽ khó hơn một tí. 14.12 thì Ashok được chỉnh sửa theo hướng. Tại vì Yone với lại Talia là một cái combo không có dễ đánh. Hút máu nhiều. Và hai con này thì trong meta này đều mạnh. Nhưng mà tại vì đây là hai con tướng phụ thuộc vào kỹ năng định hướng hết á. Cho nên là nó sẽ khó hơn. Nó mới khó thôi. Nó yêu cầu về mặt xử lý kỹ năng phải nhiều hơn từ người chơi. Họ sẽ phải dùng đội hình dễ chơi của mình để có thể win land vào game. Về đội hình đến từ cả hai đội thì chất tướng của họ đều có thể ủng hộ cho việc câu về lay. Tuy nhiên về cái khả năng giao tranh ập vào một nhịp của Gamesport nó sẽ vượt trội hơn rất là nhiều. Còn lại Servicebot họ sẽ cần những cái khả năng sử dụng kỹ năng. Andrew bắn tốt đó chứ, slow gì. Đâu đó là cái khả năng mở đến từ Nautilus. Đây là một giai đoạn đi đường mà tôi nghĩ rằng bên phía áp lực của Servicebot sẽ có được áp lực đường dưới rất là lớn đến từ bộ đôi Ezreal cùng với Nautilus, một bộ đôi vừa có sức đẩy đường lên cấp độ 2 sớm hơn, vừa có được lượng sát thương đầu ra trong khoảng thời gian ban đầu nó khỏe hơn so với Kai'Sa cùng với Rell. Nhưng có lẽ bên phía của Gamesport cũng sẽ chấp nhận câu chuyện là họ sẽ bị thua thiệt một chút ở khu vực cánh dưới bản đồ. Đâu vậy? Trong khi đó thì ở khu vực đường giữa và đường trên, họ sẽ có những kèo đấu đủ sức để Skarner vẫn đẩy được. Lại kèo 1-1. Cụ thể thì kèo Koki và Yone, đây là một kèo mà Koki có quyền đánh sớm với súng máy. Hai đường trên thì áp lực ở những cấp độ đầu của Skarner sẽ không quá nhiều. Nếu các bạn không đẩy lính vào sát trụ của Skarner để đối phương e vào trong trụ. Đây là một kèo đấu mà Kia Gia tạm thời vẫn đang xử lý cực kỳ tốt, chỉ mới cấp độ 2 thôi. Nhưng ta đang vượt trội về lượng máu và Bull đang cố gắng đẩy nhanh được lính này. Còn phía đường giữa giống như anh Tùng đã nói, chúng ta đã chứng kiến được kèo đối đầu giữa Yone cùng với Koki ở rất nhiều giải đấu rồi. Tính ra là cái phần đi đường của bên phía Sebrad bây giờ là ổn lắm rồi đó. Còn Koki này nhiều hơn. Về mặt chênh lệch chỉ số farm ở còn cái chuyện là giải quyết giai đoạn sau thôi. Con số nó quá khủng khiếp cả. Đa phần là ngang nhau hoặc là chênh lệch cũng chỉ từ 1 đến 2 chỉ số farm mà thôi. Về tốc độ dọn quái vật rừng thì hiện tại cả hai người chơi lên rừng đều đã có mặt tại khu vực cánh dưới bản đồ. Nhưng đường dưới của Sebrad đang lâu nó chích được mấy cái quy vô đầu ha. Đây là một tiền đề để Meliodas có thể tiến ra con cua. Nhưng anh ta đã dùng cái trừng phạt 2 của mình để có được 6 bãi quái vật rừng. Trong khi đó Levi vẫn giữ được trừng phạt và 24 CS. Trừng phạt của Meliodas đang hồi lại. Levi đang đứng canh ở tình huống này, sử dụng quan địa chấn. Trúng. Hạt lăng lóc đã làm chậm tốc biến lên mở thẳng vào người của Meliodas. Tốc biến nhanh ha. Giữ chân lại thành công. Anh ta đang cố gắng lùi về tỉnh táo. Đội của mình giữ chân Levi. Levi. Andrew bắn đầu nha Levi. Cố gắng chạy mất tốc biến để chạy rồi. Rồi. Chết rồi. Pha tấn công. Nhưng người có hai bùa. Phải có một lời khen thực sự dành cho Yumi trong tình huống vừa rồi. Anh ta đã có một pha mắc bẫy ở ngay thời điểm hack kỹ thuật của Elio. Trong khi đó đường giữa vừa rồi là một pha lao lên tấn công của chat và Andrew bây giờ bắn đau lắm đó. Đang ở một trạng thái máu cực kỳ. Nó bắn đau lắm đó. Rừng của Gamesport vừa lên bản đếm số nên lúc này không ai hỗ trợ cho Emo cả. Yume vừa có một pha quy ngắt thành công cái hack kim thuật của Elio và khiến cho Meliodas vẫn không gặp nguy hiểm. Để ê, thằng Meliodas nó đứng rình Levi kìa. Và khi Levi dấn lên sức chống chịu của Lilia không đủ để anh ta có thể đương cự lại được. Má móc hay quá hay luôn. Của Slowzy. Đây là early game. Chúng ta nhìn thấy khi Lilia Andrew bắn đầu lắm. Nó nằm xuống cực kỳ nhanh. Thì late game, nếu như Lilia lao vào cũng bị giữ chân lại tương tự thì lúc đó có cả sức sát thương của Yone nữa. Nhưng không được trên. Khó Meliodas lần này không có tốc biến, anh ta đang chạy. Yume tới nhưng thôi bỏ rồi. Mạng hai gục rơi vào tay của Kia. Hồi nãy là mình thấy thằng Meliodas nó chạy nó chặn ở bãi chim hay sao? Có thể chặt quy đến từ Kia Gia. Vẫn ăn được chim mà mất cái mạng. Ai ăn vậy? Kia Gia ăn. Đúng là điều mà Gam cần. Trên tới từ bên phía của Gamesport và họ di chuyển tới 3 người. Slow gì? Lính nhiều quá mày làm gì vậy? Không có góc để quy. Anh ta tự tin rằng với hai bồ dưới chân anh ta có thể làm nên chuyện nhưng rõ ràng đó là lính quá lớn và bắt buộc cho anh ta phải dừng trong trụ mà thôi. Một pha chấp lính quá nhiều đã khiến cho Slowzy mất một cái lượng máu khá khá rồi. À mà anh đứng anh chấp vào một thằng AD bên kia với 8 con lính. Của Slowzy sẽ không có thông tin. Khu vực đường giữa họ đang đẩy cao khi mà cái thế lính này hơi khó dành cho Emo và Levi cũng không có mặt để có thể hỗ trợ. Một đều về ma hạ gục và lượng tiền đang nhỉnh hơn dành cho bên phía của Sebrae Sport. Đâu đó khoảng chừng con số 500-600 tiền. Đứng đánh nó hồi máu hồi nó ở lại luôn. Có những sự tranh farm nhất định ở khu vực đường dưới.
Một pha xử lý tỉnh táo tới từ Slowzy khi anh ta không bị dính cú xuyên tâm kích vừa rồi của Elio. Vẫn còn hai bùa dưới chân để anh ta tiếp tục ở lại khu đường dưới này. Và đang có thêm cả Meliodas nữa. Rồi, Elio ơi, Elio ơi. Elio và Easy Love. Né được quan địa chấn. Một pha hơi vội đến từ Yume thì phải. Có lẽ anh ta nên đợi Meliodas xuất hiện. Meliodas cũng đã hơi vội với tình huống quang địa chấn vừa rồi. Và đây là một pha di chuyển ở cấp độ 6 của Richard. Nhưng Levi cũng đã có mặt. Đợt lính đủ để bên phía của... Pha đó không ăn được mạng là hơi uổng nha. Và đang khiến cho xạ thủ... Pha đó không ăn được mạng là hơi dở đó. Vô cùng thọt. Chênh lệch tới 20 chỉ số pha mà khu vực đứng dưới giữa hai người chơi xạ thủ. Trong đó lại còn có cả tiền từ chiến công đầu dành cho Slowzy nữa. Ôi, Emo lướt lên. Emo anh ta lướt lên cái thảm lượng của mình. Rất mạnh mẽ. Khá là đanh đá, tuy nhiên lượng năng lượng của anh ta không còn nhiều nha. Và Richard One vẫn có thể hồi phục lại được với Kindoran cùng với bước chân thần tốc của mình. Mặc dù đã có một cái gặp 20 lính. Slowzy và nước mắt chưa nhiều số thì cũng khiến cho Cocky của Emo đang gặp vấn đề năng lượng. Còn đường trên cái đợt lính này là đợt lính nhìn hơi nguy hiểm cho Kiaya nha. Tốc biến đẩy vào được nha. Tốc biến đẩy vào và có thêm cả áp chế từ chiêu cuối nữa là hai hiệu khống chế dưới trụ. Thì Kiaya cũng rất tỉnh táo nha, chấp nhận mất một vài chỉ số farm để giữ lại an toàn dành cho bản thân mình khu đường trên, giúp Levi có được áp lực kiểm soát những con sâu lượt một. Và đây sẽ là lượng kinh nghiệm lớn dành cho người chơi rừng của Game Sport để anh ta có thể hướng tới cấp độ 6 với một con Lilia, cụ thể hóa những pha ganh bằng hiệu khống chế nó dễ dùng hơn. Một lần nữa là trao đổi mục tiêu khi mà Game sẽ kiểm soát 3 sâu, còn Cerberus sẽ có được quyền kiểm soát con rồng đầu tiên, đó là con rồng nước dành cho Cerberus. Một tình huống đổi mục tiêu đến từ cả hai bên. Nhưng hai người chơi rừng cũng chưa có đủ áp lực để tấn công ra các khu vực đường ở cánh mà họ đang đứng. Cánh trên thì Kiaya đang làm tốt để cướp con búa xanh chứ không có định ganh vào Pun hay là Richard. Còn ở khu vực đứng dưới thì tương tự như vậy, Meliodas cũng không có nhiều phần việc để làm. Anh ta cũng chỉ kiểm soát con rồng nguyên tố. Sau đó thì rút lui về khu vực rừng cánh trên, nhưng rừng cánh trên của anh ta không còn gì cả, bị Levi cướp hết rồi. Anh ta không ở lại để cướp rừng cánh dưới được vì rừng cánh dưới Levi không có gì, nhưng ít nhất cũng có một con cua chứ nhỉ. Anh ta không cướp được tại vì Elio ép anh ta, và thậm chí là Meliodas phải sử dụng cái chiêu cuối để lùi về trong tình huống vừa rồi. Chưa ăn được cua và mất đi chiêu cuối trong tình huống này. Levi cấp độ 6 di chuyển, Richard phải check. Anh ta bị dính quy. Wow, buộc phải dùng cả chiêu cuối và tốc biến để lùi về. Chắc cú dữ vậy. Tôi nghĩ là dùng một trong hai thôi, nhưng anh ta dùng cả hai trong pha vừa rồi để rút lui cho nó an toàn. Và đó là một pha mà Levi chẳng mất gì cả, anh ta chỉ đơn giản là cướp rừng đối phương, sau đó ghé nhẹ đường giữa lấy được hai tài nguyên rất là quan trọng của Richard, thậm chí là Richard cũng phải dịch chuyển trở lại khu đường giữa luôn. Nhưng đường dưới của Cerberus Sport đang có một lợi thế lớn dành cho Slowzy. Còn Ezreal của anh ta đã có được chênh lệch rất lớn so với Easy phía bên kia, và khi hai phép bổ trợ là tốc biến cùng với thanh tẩy nó hồi lại được dành cho Slowzy, thì việc mà Levi có thể ganh khu đường dưới tôi nghĩ là vô cùng khó khăn. Vừa rồi một tình huống sử dụng của ánh sáng để check tầm nhìn, và Cerberus Sport sẽ có lợi thế trong việc là cướp lại cái bãi rừng dưới dành cho Meliodas khi mà anh ta đã bị lỗ trong quay vừa rồi. Sẽ có được bùa xanh trước và sau đó sẽ tiến ra con cua. Nhưng Levi đã có mặt, Meliodas sẽ không thể cướp được nhiều hơn trong tình huống này. Liên tục là những pha cấu rỉa tới từ Ezreal của... Thằng Meliodas nó ok mà. Và với lợi thế hiện tại dành cho Slowzy, tôi nghĩ rằng Meliodas sẽ đánh xuống cánh dưới nhiều. Khu vực đường trên thì chắc là để cho Skarner của Pool tự chơi thôi. Còn ở chiều hướng ngược lại thì Game Sport, thứ họ cần là đội hình hai xạ thủ cần phải có. Hồi đó điểm yếu của nó đúng là chỉ có đánh con Lee Sin nhìn lỏ thôi. Nó ở con số khoảng chứ về tất cả mọi thứ nó thằng rừng ok phết mà. Ở tại thời điểm này. Vừa rồi đã có một lớp giáp trụ dành cho phía của Cerberus Sport, nhưng lượng chênh lệch nó chỉ đâu khoảng là 200 vàng thôi. Game đã thu hẹp được khoảng cách khi mà đường trên và đường giữa, thậm chí là rừng của họ vẫn đang làm khá là tốt trong những kèo đối đầu. Levi sử dụng hạt lăng lóc, bên phía của Cerberus Sport cũng đã có thông tin rằng Lilia có mặt ở đây. Liên tục là những pha đọc vòng rừng lẫn nhau đến. Nhưng mà phải xiết xiết là cái côn tim giai đoạn sau nha. Cerberus cần là cần cái thật ra không phải là một mình Cerberus. Hầu hết các đội nhóm dưới đều bị yếu cái mảng mà dứt điểm lợi thế. Thứ nhất là hơi khó, cái thứ hai nữa là có lẽ cũng không đến mức cần. Ván 2 hồi nãy nhìn nó cũng hơi lung ít. Ván 2 nãy nhìn cũng hơi rung rinh một tí nhưng mà cuối cùng vẫn ổn. Đó vẫn là một xiết xiết lại tí là ngon. Qua thêm một đợt lính nữa. Cách biệt là 30 chỉ số. Đi đường ngon quá trời rồi. Và Queen Game của Cerberus Sport thì chỉ có đường dưới đang là đường đảm bảo được điều đó mà thôi. Có cái ván này kia ra đang đi đường rác quá, ai đã cứu buôn cái nè. Hỗ trợ của họ có lên cứu buôn hay là đánh Odin dưới luôn. Bắt đầu di chuyển với cái dây thủy ngân. Kèo này kia đang đánh khét quá. Hoàn thành được những cái bước khởi đầu của trang bị hỗ trợ để có thể cấm những con mắt rồi. Chênh lệch chưa phải là con số quá lớn, và ở tại con sâu thứ hai của ván đấu này thì cùng xem là quyết định của Game Sport sẽ là gì, họ có muốn giao tranh hay không. Mặc dù là kia ra đường trên đang có một lợi thế về mặt chỉ số farm rất là tốt so với pool phía bên kia, nhưng nếu như xét về giao tranh trực tiếp tại thời điểm này, tôi nghĩ rằng ngưỡng sức mạnh của Cerberus Sport cũng không tệ tí nào.
bắt đầu đã có nguyệt đao và những cái tình huống bổ quỷ kiếm Darkin lợi thế hơn hoàn toàn nhờ Kiaya. Bull đang phải chịu đựng những cái sức sát thương đến từ Aatrox ở khu vực đường trên. Tuy nhiên về cái chất tướng của anh ta là một chất tướng chống chịu. Về cái chỉ số farm không thu thiệt quá. Bán này để coi slow gì bắn Ezreal như nào. Lại trong giao tranh vẫn sẽ là có gì cho Bull. Tiền đề là có rồi đó. Của Sebret vẫn là việc cánh dưới của họ với những sát thương như là Talia, như là Yone, Ezreal sẽ có được bao nhiêu lợi thế. Và hiện tại thì mặc dù mid rừng của họ đang không có được lợi thế nhiều hơn, nhưng đường dưới của họ slow gì lại đang có một Ezreal vô cùng khỏe. Đá lên trên rồi. Đây là một tình huống mà hỗ trợ của cả hai bên đều đã di chuyển lên khu vực cánh trên với cấp độ 6 của mình. Có thể Kia sẽ phải tiếp cận cùng với những người đồng đội của mình bằng dịch chuyển nha. Bây giờ ta đi bộ ra hơi trễ rồi. Không kịp. Sau đầu tiên đã có dành cho phía của Serus. Yume mất tốc biến để lùi đi. Sau đã có Gam đã vào vị trí với 4 thành viên. Chiêu cú đến từ Yone vào hai người. Thủy Lô tầm nhìn cũng tương tự. Wow. Và bị chấn hai người. Easy Love đã nằm xuống. Người tiếp theo là ai đây? Levi đang chạy phía bên kia. Đấy, sau combo xong thì anh ta cũng đã bị bắt ngược trở lại. Yume đang chạy. Kia bọc cánh lên. Vẫn đang chờ những tình huống bổ. Tốc biến vẫn còn nha. Quy 2 chưa trúng. Quy 3 combo đẹp xong kia chặt hết rồi. Miêu đã chạy. Còn tốc biến. Còn tốc biến nha. Quy 1 hụt. Quy 2 trúng. Quy 3 mất tốc biến để chạy. Bên phía của Gamisot có muốn truy đuổi tiếp hay không đây? Một chấm máu kìa, ai vô làm gì là chết à? Hai người tiến vào. Meliodas phải chạy bằng gì? Anh ta khó không rồi. Cuối nữa hơi tự tử được rồi. Không? Hết giờ chưa? Levi tới rồi. Levi. Không được rồi. Levi trừng phạt và anh ta có thể sẽ có màn trong tình huống này. Nhường. Levi có mạng. Kiaya đã không có đủ tầm để có thể với vào cái mạng của Meliodas, nhưng trước đó thực ra là Kiaya cũng đã có một pha, mặc dù là anh ta di chuyển ra hơi trễ nhưng anh ta quyết định đầu tư. Không phải, con Lee Sin với để can thiệp sớm hơn. Tư duy và rừng của nó rất là ok, chỉ là nó đá con Lee Sin hụt quy nhiều thôi. Nó sử dụng con Lee Sin không có mượt thôi. Chứ về mặt bản chất của một thằng đi rừng thì nó không lỏ. Nói vậy cũng không hiểu, nó phải hồi đó mày không có coi Meliodas đánh đúng không? Cái thằng vừa donate á, chắc chắn là hồi đó không coi rồi. Chỉ là nó xử lý con Lee Sin á, con Lee Sin có đánh không có tính thôi. Đây là vấn đề là gọi là con tướng, chứ nó không phải là về mặt một thằng người đi rừng. Với những cú quy của mình, hai cú thành công Nautilus của Yume và trước đó thì Slowz đã không thể chịu. Mẹ mày đánh hồi thấy con Aatrox. Lại thái tử gánh anh em. Sâu từ Slowz và thái tử Gam lại gánh rồi. Qua tầm nhìn và cái tình huống đó ta dùng cái dịch chuyển của học của mình lên và sau đó thì Kiaya đáp xuống và họ truy đuổi vào vị trí của Slowz. Anh ta cũng biết là cái khoảng cách đó hơi khó để có thể dùng tốc biến thoát đi và phải nằm xuống cực kỳ sớm. Như vậy là một tình huống mà bên phía của Sebret đã là những người giao tranh mất nhiều mạng hơn. Kiaya đang có một con Aatrox 300. Đây thực sự là một nguồn sát thương rất lớn ở tuyến đầu của Gam Esport. Và với lối chơi tại phiên bản 14.12 thì Aatrox sẽ có được khả năng chống chịu rất tốt, với khả năng phục hồi càng về giai đoạn nửa sau ván đấu càng khỏe. Ở cấp độ 16 thì phục hồi được gia tăng tới 100%. Aatrox ở đâu không biết chứ Aatrox kia ra 3-0 thì là hơi khó cho Cerberus nha. Nó đang bắt đầu phát huy tác dụng khi anh ta vừa tới giao tranh thì liên tục có những mạng hạ gục. Levi cũng bắt đầu có được những ngưỡng trang bị đầu tiên rồi. Để xác quanh, anh ta chưa có được đồ một nữa. Kèo đi đường ở phương đường giữa mặc dù đã làm khá là tốt khi không bị bỏ lại trong những chỉ số farm. Tuy nhiên, cái nhịp giao tranh đội hình của Serious Sport đã bị chia ra làm hai. Và Gamisport đã đánh một hướng rất hay. Và như vậy là đội hình hai xạ thủ của Gamisport hiện tại vẫn đang có một cánh trên đủ khỏe để câu thời gian dành cho Corki cùng với Kai'Sa. Easy Love đang có một ván đấu khó khăn nhưng bình giữa của họ đang khỏe và đang có đánh nhau. Tốc biến mở vào người của Meliodas, có thủy lô tầm nhiệt để hỗ trợ. Tốc biến. Tuy nhiên anh ta đi xong trong tình huống này rồi, mạng sẽ dành cho ai đây? Mạng được nhường dành cho Levi. Họ tiếp tục tấn công xuống về đường dưới. Slowz, anh ta vẫn còn tốc biến nha. Hạt lăn lóc không trốn. Móc đánh không? Móc đánh đang tiếp cận có dịch chuyển. Móc sát Emo cũng đã tới rồi. Cấp 11 đã có. Buôn tới và Gamisport quyết định là ngừng lại trong tình huống này. Họ đã có dịch chuyển. Má cái đó móc trúng đánh ở con sứ giả khe nước đang có thì bên kia gia đang chủ động di chuyển ra. Một pha tấn công rất tốt tới từ bên phía của Gam Esports và họ chọn mục tiêu tấn công đó là Meliodas, người không có phép bổ trợ tốc biến trong pha vừa rồi. Người chơi đi rừng của Sebret Esports lên bảng đếm số lần thứ 3 trong pha đấu này và đó lại là mạng rơi vào tay của Levi. Cũng như tình huống dịch chuyển xuống đường dưới của Pool để có thể giúp cho Slowz rút lui. Nó khiến cho đường trên của Sebret Esports lúc này bắt buộc Richard phải là người lên phòng ngự. Và cùng với đợt đẩy khu vực đường dưới, liệu rằng Pool có làm được gì con Corki cấp độ 11 của Emo hay không? Anh ta không làm được gì cả. Mặc dù Emo không có mạng nhưng anh ta vẫn đang farm rất ổn. Một con Corki đang có tốc độ tăng tiến sức mạnh ổn theo thời gian. Thằng Easy Love nó phải nhường farm hả ta? Cho nên là sao nó thọt dí à? Meliodas có mặt khu vực dưới. Liệu rằng động thái này sẽ là bỏ sứ giả để đổi lấy trụ một khu vực dưới hay chăng đây? Đây có lẽ sẽ là một kiểu gì cảm giác nãy giờ nó không farm được miếng nào luôn. Serious Sport và chấp nhận câu chuyện là mất đi con sứ giả ở tại khu vực cánh trên. Còn để xem là Gam Esports sẽ xử lý con sứ giả này như thế nào. Họ nếu như cẩn thận thì tiết kiệm nó cho con rồng nguyên tố
thứ ba, bởi vì dòng nguyên tố thứ ba của ván đấu này cũng là dòng chủ đạo, sẽ là linh hồn dòng lửa, một con rồng vô cùng giá trị dành cho cả hai đội. Gabisot đã kiểm soát được sư giả khai nứt, một tiền đề để có thể đánh con rồng cướp được hay không đây. Vừa rồi thì sứ giả đổi lại bằng cái trụ một tòa bản đồ cũng là ổn dành cho Cyprus nha. Lời thả cái lai liền. Levi mua múa để thoát khỏi cú đoạt mệnh của Richard, nhưng việc không có đoạt mệnh có lẽ sẽ khiến cho kèo 1-1 giữa Richard cùng với Kiaya sẽ là một kèo lệch. Đến lúc này thì Atrox đã có được tới 2 phút 20 giây nữa rồng ra, Levi không tốt biến. Còn Nautilus nó cấm cấm cái thủy lô vô đầu Levi là được. Tại vì chúng ta nhìn thấy Richard Quan đã có được đồ 1 rồi, còn Kiaya vẫn chưa về để có thể mua thêm đồ. Anh ta vẫn chỉ mới một cái nguyệt đao mà thôi. Còn bây giờ thì cả hai thành viên đều sẽ lùi về, không cản được khi Kiaya có một lần biến. Cái đó bây giờ quá. Nó ghép vô cả bóng đá luôn à. Đang tìm một góc nào đó để có thể mở. Solo G còn thanh tẩy, vẫn còn tốc biến nó thật lên. Suy tập kích không trúng. Hơi lộ rồi, anh ta đứng và bị lính soi tầm nhìn thấy, và việc tiếp cận một cái đường giữa nó vẫn là một cái gì đó rất là khó khăn. Nhưng mà Gam Esports đang rất quyết tâm trong việc lấy trụ đường giữa của Cyber Esports, và đó là một pha chiêu cuối dùng đến cái Nautilus. Đó, không tốc biến, không tốc biến. Nó dí cái thủy lô vô đầu là đi. Hai người gần rất đẹp bởi Helio, sát thương trả ngược là có bởi Imo. Tuy nhiên, Gam thiếu 99% sức mạnh của mình. Kia giờ mình dịch chuyển tới. Double kill dành cho Slow Z và Richard Quan cũng có một mạng. Quyết định tấn công. Mình nói cái đó chưa? Anh em thấy chưa? Đã bị phát hiện bởi Cerberus. Múa múa mất cái tốc biến, còn Nautilus nó dí cái rời vô là chết. Là chết thôi. Cerberus Sport đã đưa ra một quyết định rất nhanh là ở tại thời điểm này họ không ngại giao tranh với Gabi Sport. Rõ ràng là xét về ngưỡng sức mạnh một trang bị lớn thì đội hình bên phía Cerberus Sport là những người có được ưu thế nhỉnh hơn. Họ vừa vẽ trước cho anh em mà Levi mất cảnh giác vãi. Với thủy lôi tầm nhiệt, bồi thêm móc mỏ neo. Phải chi Levi nghe stream. Và hãy nhìn cách mà Pool, anh ta áp chế được hai thành viên đối phương, mặc dù là Rell trong tay của Elio đã có một pha mở ba người, nhưng lượng sát thương hạn chế của một con Corki một tam hợp lúc này. Pha này có Kia chặt 3 chặt 4 là ngồi nhiều khi là cũng què đó. Kia gia tê lê hơi chậm nha. Cái tốc biến để thoát đi tình huống giam cầm của Pool rồi. Pha đó mà Kia vô chặt 3 chặt 4 là nhìn cũng ghê đó. Kéo cái khoảng cách ra cho nên cũng không dám đứng lại trả sát thương. Và tình huống trước đó Levi đã bị ép cú tốc biến. Đó là cái tiền đề vô cùng quan trọng để Cyber Esports có thể mở pha giao tranh này. Và người khỏe nhất trong đội bên phía Gam Esports trong tình huống vừa rồi đó là Kia lại không tới kịp với cú dịch chuyển. Điều đó khiến cho phần còn lại của Gam Esports với 4 người đã nằm xuống cực kỳ nhanh trong pha giao tranh vừa rồi. Và vừa rồi thì Richard cũng có một pha lao lên thử sát thương của Lát Kia. Bỏ cạp kéo con reo, bỏ cạp nào đi kéo con reo. Không lấy được bao nhiêu máu của Kia. Bỏ cạp bây giờ chỉ cần dí vào đầu Kia ra thôi. Có lẽ vẫn sẽ cần phải tôn trọng. Thằng Bull nha, bây giờ vô giao tranh cứ nhẹ đầu Kia ra vô dí thôi. Có quyền đánh rất mạnh ở thời điểm 1 cho đến 2 món trang bị của họ. Kia ra không có gì. Tại vì đội hình của Gam hiện tại Kia ra nguy hiểm nhất. Vô giao tranh con Skarner dí cái đầu Kia ra là xong. Tại vì anh không có gì chuyển, nếu như không xuống, Cerberus sẽ thiếu người. Gamesport vẫn chưa dám vội, họ đang cố gắng đẩy cái đợt lính này cao. Không dí Kia là chết á. Điều kiện thắng của Gam chính là Kia ra, tại vì con Atrox này bây giờ nó cũng khỏe. Mà con Atrox nó sợ nhất là CC, bắt buộc phải dí vô Kia ra. Không dí Kia là chết. Dồn CC vô mấy con khác là chết á. Thứ ba của ván đấu này. Nhớ kỹ nha Cerberus. Sứ giả lấy được trụ tốc biến lên Gom. Tuy nhiên Slowzy cũng tốc biến di chuyển ngược trở lại. Đó chính là thủy lô tầm nhìn được tung ra, Bull lao tới. Anh ta muốn tấn công vào người Elio nhưng trả sát được Kia ra. Bull bắc buộc phải tốc biến. Nhưng CC vô đầu Kia đó. Đã gỡ được trụ. Phải CC vô đầu nó. Người có muốn ăn rồng hay không? Nhưng nếu như ăn rồng họ sẽ bị bóc liên tục với Ezreal. Nó chặt đầu lắm. Đây sẽ là một tình huống khó khăn dành cho bên phía của Gam Esports trong quyết định đưa ra của họ. Và họ quyết định sẽ là đẩy Corki của Imo là người có dịch chuyển về đường trên để phòng ngự đợt đẩy tới từ Richard. Còn trong khi đó ở phần còn lại thì Gam Esports đang phải rút lui trước sức ép tới từ bên phía của Cyber Esports. Pool đã dịch chuyển trở lại với một con Skarner đầy đủ chống chịu và anh ta vẫn còn đó là cú chiêu cuối chưa dùng. Trong khi đó thì Gam Esports đã mất đi cú chiêu cuối của Elio và cả chiêu cuối của Kiaya nữa. Họ đành phải để mất con rồng nguyên tố thứ ba của ván đấu này mang nguyên tố lửa vào tay của Cerberus. Mặc dù đã có một lợi thế. Mình nghĩ là Cerberus biết rồi, pha giao tranh Cerberus biết rồi. Cerberus đã có những pha giao tranh và macro cực kỳ hay. Cái này dễ biết mà đúng không Cerberus? Họ lấy được trụ khu vực đường trên. Cerberus. Họ đổi lại trụ. Dễ thấy mà đúng không? Họ có quyền kiểm soát. Chọn mục tiêu đúng là ngon à, chỉ cần chọn mục tiêu đúng thôi. Họ cố gắng để Imo về để anh ta tiếp tục nhịp farm cũng như giữ lại. Chỉ cần chọn mục tiêu đúng thôi. Trong khi con rồng con Atrox bị CC là con Atrox không hồi máu được, đơn giản vậy thôi. Đang có lợi thế nhưng nó cũng chưa phải là lợi thế quá lớn. Họ vẫn sẽ cần phải đánh mạnh hơn nữa cái đội hình của mình ở khoảng thời gian này để lăn cầu tuyết trước đội hình có ngưỡng sức mạnh về dạng nửa sau rất tốt tới từ bên phía của Gam Esports. Hết giờ đạn landing rồi. Skarner đã bắt đầu có chống chịu. Tôi nghĩ những cái tình huống trao đổi chiêu thức nó chỉ lấy máu của Bull mà thôi. Rất khó để có những tình huống ép nhau solo kill. Khu vực đường trên đang là hai người được cắt lên bởi Gam để có thể lấy cái trụ một này. Bên phía của Cyber Esports không có câu trả lời. Bây giờ thì Bull mới di chuyển lên. Bên phía Gam sẽ lấy được trụ một này.
Tôi nghĩ rằng cái mà GAM cần nhất lúc này là tiền. Những cái trụ này sẽ là công cụ để họ có thể tăng được kinh tế của mình. Và vừa rồi đường dưới với cái nỏ tử thủ ở món trang bị thứ hai. Đúng, Yone chặt được Atrox nhưng vấn đề là các bạn phải CC. Ở cái đây quan trọng là CC. Tại vì con Yone nó chặt được nhưng nếu có Atrox nó không bị CC, nó vẫn chơi chiêu, nó vẫn đánh, nó vẫn hồi máu rồi lại được. Đoạt mệnh của mình, nếu không thì có thể Kia bắt buộc phải mất tốc biến, thậm chí ta có thể sẽ bỏ mạng lại. Cái quan trọng ở đây là CC để không cho con Atrox nó vừa chém nó vừa hồi máu lại được. Thì Yone sẽ là một kèo trên hoàn toàn. Chứ nó lên đồ đam thì đúng là khả năng chống chịu của nó không cao, nhưng cái khả năng tăng của nó đến từ việc là nó hồi máu liên tục bằng việc chặt chém. Thì phải dùng CC vào nó, lý do là như vậy để cho nó không hồi máu lại được. Nhưng đó là một công cụ để anh ta có thể đánh giao tranh. Và lúc này thì nếu giao tranh diễn ra, GAM Esports bắt buộc phải có. Không phải tự nhiên mà các bạn thấy không, đường Kia nè, lên này nè. Nè, đó. Vì những chủ lực của họ ở đường giữa lẫn đường dưới. Hôm bữa có thằng nào đánh Atrox lên giày có thằng nào mình không nhớ đánh Atrox lên cái giày thép gai. Họ đang bị thiếu những bị CC chết queo phế như chó. Có ý định tấn công nhưng đây là một Yone. Qua Atrox phải lên cái giày này. Chiều cuối rất khó để tiếp cận. Xử lý không kỹ có khi là cân đôi. Người duy nhất có khả năng đi đơn được đều so với Reset One tầm này chỉ có thể là Kia mà thôi. Còn lại đều sẽ là một áp lực solo kill rất lớn dành cho Reset One. Đây, anh ta xuất khung chém cực kỳ đau vì một mất tốc biến chạy. Wow. Và vừa nói xong, đó là một lượng sát thương rất lớn đến từ người chơi đường giữa của Cerberus Esports. Sau khi anh ta đầu tư cú chiều cuối để tiếp cận thì ngay lập tức Imo đã mất đi khoảng chừng 70-80% máu và thậm chí mất thêm cả tốc biến để tránh việc bị solo kill ở đường cánh nữa. Thì nếu như tiếp tục gia tăng thêm những áp lực ở đường cánh như vậy, họ sẽ ép cho bên phía GAM Esports phải suy nghĩ câu chuyện là bỏ thêm một con rồng nguyên tố nữa ở thời điểm mà Imo sẽ không có được phép bổ trợ tốc biến để tham chiến. Thậm chí là bây giờ GAM đang nếu mà lên giày theo kiểu đó là phải xác định là ok, team của mình có nhiều mục tiêu, không dám tiến vào bên kia nó không dùng CC mình thì mình lên kiểu đó được. Tiến vào Baron. Chứ nếu như bên kia mà nó có nhiều CC mà nó đấm dưới đầu qua chó à chó mà không lên giày Thủy Ngân là nó bị không, nó bị yếu hẳn luôn á. Bây giờ Levi xuất hiện mà đặc biệt trong ván này CC của bên phía Cerberus nhiều mà anh em. Tầm nhìn rồi. Đã có thông tin tới CC toàn CC cứng không? Dính một cái là đứng yên luôn á. Mà các bạn nghĩ coi, Kia Gia mà đứng yên thì đam đâu ra? Đây là không có đam rồi nè. Không có một ai. May ra thì thằng Emo được chút xíu đam, Levi cũng rất ít đam. Nên bắt buộc làm gì thì làm, Kia Gia phải là người. Thậm chí là nếu bây giờ là Kia Gia gánh cái phần đam này của GAM. Tại vì Zone hoàn toàn có thể khô máu người ta bất kỳ lúc nào. Zone đã có hai đồ. Lớp đứng cao lên em. Chơi đúng bản năng đi em. Đứng cao lên em. Rất khó trong một kèo 1-1 khi bạn ngang đồ. Gợi cảm lên, hấp dẫn lên. Bên phía bên kia. Easy Lớp mà xin được cái thủy lôi tầm nhiệt là Easy Lớp 10 điểm nha Easy Lớp. Họ phải suy nghĩ đến câu chuyện lên giảm hồi máu dần. Easy Lớp mà xin được cái thủy lôi của Juve là 10 điểm nha. Tướng hồi máu rất lỗi. Trong khi đó đội bên phía của Cerberus chỉ có một cái giảm hồi máu tới từ cái thiêu đốt của Yume mà thôi. Họ có lẽ sẽ cần thêm những món trang bị giảm hồi máu để phần nào đó hạn chế sức mạnh của Atrox trong giao tranh. Q1, Q2 đã tích. Emo tầm này không có tốc biến, ta cần phải lùi thật sâu. Tại vì cái khoảng cách mà tiếp cận bởi xuất hồn, rồi tử trảm, rồi cả đoạt mệnh là đủ để Yone có thể thực hiện được tình huống áp lực solo kill vào người có kỳ ở thời điểm hiện tại. Ôm trụ 2 và farm an toàn đó là những gì mà Emo cần lúc này. Nhưng tất nhiên sự an toàn đó sẽ phải trả giá bằng việc là bạn sẽ không thể kiểm soát được khu vực rừng của rồng chậm ha, giờ này mới có hai rồng cho bên phía Cerberus, một cho GAM. Phút thứ 25 rồi, 24 rồi. Tới từ Skarner. Họ vừa có một đội hình cũng có khả năng bắt lẻ từ tuyến đầu với những pha móc mỏ neo đến từ Nautilus trong tay của Yume nữa. Thì việc mà GAM Esports suy nghĩ đến câu chuyện bỏ con rồng nguyên tố thứ tư càng nha dành cho Cerberus Esports. Đấy, càng ác đó. Tôi nghĩ là nên làm. Một sự lựa chọn liều khi mà Levi chọn Lilia trong cái đội hình này khiến anh ta phải lên rất nhiều mảnh trang bị. Khi anh ta phải lên cả một cái giáp tay Seeker khiến cho cái tốc độ lên trường Fairy Line nó bị chậm đi. Nhưng bây giờ đã bắt đầu có được 2.5 bởi Levi rồi. Giáp tay Seeker có, những công cụ để giúp cho anh ta mở cũng đã bắt đầu có rồi, tốc biến vẫn còn. Chia ra đi chung. Richard Quan đang có mặt ở nửa trên bản đồ, sau đó đang thiếu người. Họ cần phải hội quân khi mà con rồng đã xuất hiện ở bản đồ rồi. Nếu góc này bị ép là khổ nha. Slowzy bị ép, chiêu cuối được tung ra, tốc biến lên mở người Slowzy. Anh ta bị giữ chân lại, mất tốc biến để chạy đi. Kia lao vào, anh ta bị áp chế, bản năng sát thủ được tung ra. Và xạ thủ của Cerberus wow. Năm GAM đang hủy diệt Cerberus hoàn toàn. Thằng Bull đánh đúng rồi, thằng Bull nó nhìn thấy Kia Gia vô nó chặn lại liền. Nhưng mà cái đội hình của với Cerberus nó bị chặt đôi mẹ nó rồi. Cerberus Esports là những người có lợi thế rất lớn trước thêm con rồng nguyên tố thứ tư. Đánh cái vị trí giao tranh xấu quá, xấu luôn. Họ hơn hẳn một cái tốc biến ở khu vực đường giữa khi mà Emo không có phép bổ trợ này. Nhưng lỗi vị trí tới từ Slowzy trong pha vừa rồi. Và để rồi đó là một pha mà Atrox trong tay Kia Gia đã có thể càn quét được giao tranh rất tốt với dạng chiến đánh hết nước hết cái rồi. Không cần phải đầu tư phép bổ trợ tốc biến nữa. Chúng ta hãy cùng nhìn lại pha giao tranh này. Một đứng cái đội hình cắt đôi luôn đánh gì nữa. Anh ta bị choáng và bị giữ chân lại trong một khoảng thời gian rất lâu.
Kiaya cũng tiếp cận được và bản năng sát thủ đến từ Isla cũng đã phụ thêm một lần sát thương để có thể lỗi với pha này tiếc quá đánh về phía bên kia. Như đã nói đó là một góc đứng cực kỳ lỗi bởi Sarasport, họ bị chia cắt ra và một trong những thành viên mạnh nhất của họ là Zone trong tay Richard Quanh cũng bị chia ở nửa cánh trên, nhưng Slowzy vẫn đứng một mấy thằng đánh không rất mấy thằng đánh đánh real hay bị vậy lắm anh em, đánh đánh real mà bị non á thì Sarasport vùng vỡ hoàn nó ỷ là nó tại vì nó ỷ nó có tốc biến, nó ỷ nó có dịch chuyển cổ học cho nó đứng rất là láo, làm tốt trong một pha giao tranh quan trọng của ván thi đấu này và để rồi họ không có được con càng đánh mấy cái con có lướt lại càng dễ chết là tại vì như vậy hồn rồng sẽ đến chậm. Và cái nó ý nó có nhảy nhiều nó láo. Sport đang đến với những con xạ thủ hai trang bị rưỡi của mình và ở khu cánh trên đang là một pha tấn công tới từ Imo. Cảm nhận được lượng sát thương từ Corki bắt đầu nhiều rồi nha. Pool anh ta chưa có nhiều giáp, anh ta chỉ mới có một cái giày thép gai mà thôi. Trang bị của anh ta đơn thuần là máu và kháng phép nên tình huống vừa rồi bị Imo tấn công thẳng vào người của Pool khá là đau. Ở thời điểm hiện tại sau một pha giao tranh mà Gam giành thắng lợi về những mặt hạ gục và lấy được con rồng, họ đã chính thức vươn lên dẫn trước về lượng tự nhiên mất rồi. Cái thế luôn đang ngon mất cái thế luôn à. Chuẩn bị ra con rồng thua con rồng với áp lực solo kill khi mà Zone trong tay Richard One đã bắt đầu giờ cân rồi đó. BF và một cái hàng giả thuật. Một ván đấu mà rõ ràng đường giữa của Sebrus đang farm rất tốt nha. Phát vừa rồi thì thôi được rồi cũng không trách được anh em. Dù gì thì thật ra đội hình của Sebrus nó cũng mùa này cái đội hình toàn lắp ghép nhiều. Như để cho anh ta tiếp cận được vào Corki hay là Kai'Sa thì đó đều là những siết siết lại cái chuyện macro cố gắng siết siết lại. Sát thương của Richard. Anh ta cũng đầu tư thêm một cái khăn giải thuật để hướng tới đi đường đồ này nọ các thứ là ok rồi, gọi là căn bản xong rồi, ít nhất là cảm nhận là xong cái phần căn bản rồi, bandbit rồi đánh này nọ các thứ ok rồi đó, tới phần nâng cao là phần macro thôi, macro lúc nào cũng là phần nâng cao mà sẽ là những người chủ động tiến vào những mục tiêu như là Baron chẳng hạn để họ phản ứng lại. Cái vô cực kiếm và một cái đao thủy ngân có lẽ sẽ là những cái trang bị mà họ đừng để bốc máu nữa. Slowzy tình huống này có khi mà Levi ru chiêu cuối là Slowzy sẽ gặp nguy hiểm vì anh ta không có tốc biến. Đánh họ tự nhiên cái khó luôn, không biết đánh sao luôn rồi. Nó là cái vấn đề rất lớn của Ezreal, mặc dù đây là pha đi đường mạnh nhưng mà nó giờ làm gì dễ để có thể vận hành trong một pha giao tranh tổng và chưa cấu gì được nhiều. Đến từ hai bên đang làm gì? Adam Pool đang có định vòng ra để mở nhưng hai chủ của Gamespot vẫn còn tốc biến nha. Mục đích thì không biết làm gì, chúng ta chơi Adam khi mà những mục tiêu Gam có vẻ như là câu máu tốt hơn. Mục tiêu duy nhất đó chính là Baron thôi. Đây sẽ là cuộc chiến tầm nhìn. Pool đang bị dí và những cái tia truy kích liên tục chính xác người Slowzy. Anh chàng này nó mất nửa cái máu rồi, bắt buộc phải ăn cái hạt hồi phục ngược ở đây. Tiếp tục là hạt lăn lóc trúng. Những cái áp lực đến từ Lilia đã bắt đầu có. Pha giao tranh trước đó Levi vẫn giữ lại được cho mình giáp tay Seeker, vẫn còn tốc biến, à không tốc biến là mất rồi. Nhưng vẫn còn một cái công cụ để bảo trợ anh ta, đó là cái giáp tay Seeker. Nhưng rõ ràng là lộ điểm yếu rõ ràng luôn anh em. Pha cấu rỉa của Slowzy để họ bước vào những pha giao tranh trước khả năng cấu rỉa ngược. Bắt đầu không biết làm gì. Họ có Corki, họ có Kai'Sa đã lên được một cái cuồng đao và lượng chỉ số sức mạnh phép thuật cũng bắt đầu có dành cho anh chàng Easy Love. Với 103 sức mạnh phép thuật thì anh ta đã có thể tiến hóa được cái tia truy kích nhằm có những pha cấu rỉa thêm trước thềm những pha giao tranh diễn ra. Nhưng nãy giờ thì Slowzy chưa lựa được góc để anh ta có thể thực hiện những pha cấu rỉa. Và rõ ràng là cả hai bên thì vì đội hình đối phương cũng có khả năng cấu rỉa tốt, chưa bên nào muốn chủ động vào Baron cả. Cả hai bên đều có những cái công cụ để nào vô trước ra. Lỗ thôi. Đợt lính đường trên đang ngon cho Gam đúng không? Đợt lính đường trên đang đẩy, ly dưới cũng đẩy, Gam đang có thấy ngon nè. Nhưng lát nữa hai cánh bên Severus về đép cánh là Gam tràn cho Baron. Sáng đã kéo một lượng máu khá vào ngược Imo rồi. Imo thì anh ta sẽ không có nhiều công cụ để Gam đang nhây nhây đợi lính đẩy nè. Tốc mà thôi, nó cũng sẽ không phải là con số quá nhiều. Mở rồi. Sau họ đang muốn mở và Richard Wan sử dụng chiêu cuối chưa cho ai cả. Một chiêu hết rồi. Áp chế một người nó chia dạ, ta mất tốc biến lượt về. Gom cực kỳ đẹp với Elio. Và Gam đang tràn lên, Richard Wan trắng máu rồi. Imo vẫn slow đang bắn đi. Slow gì? Không nổi à. Đã ru ngủ được Yume, anh ta bắt buộc phải nằm xuống. Bull bị bỏ lại tôi đúng này. Vô này hụt chiêu hết mẹ. Và tiếp tục truy đuổi với Gamisot thì chàng này họ quyết định là sẽ ăn Baron. Một pha mở nhanh tới từ bên phía của Cybersport vì họ nhận ra là nếu như cứ kéo dài ván đấu chưa này, đủ sức Cybersport chưa đủ sức vẫn còn non. Khi đội hình của Cybersport quá mạnh nhưng mở thì họ lại có một pha mở dướn và bây giờ đang là một pha ép Baron tới từ Cybersport nhưng Imo đang ở trạng thái mê liu đáp. Mê liu đáp có tốc biến, có tốc biến, có tốc biến. Levi wow Levi. Đó chính là Levi khi mà Lilia đã có được mạng. Slowzy cùng với Richard Quan vẫn đang quẩy kia tiếp tục bộ ba trụ Richard Quan nằm Slowzy cùng nằm. Gam hoàn toàn hủy diệt trong pha giao tranh vừa rồi. Họ có cú cắt sạch và họ có Baron trong tình huống giao tranh mà rõ ràng là Cybersport đã là những người mở fail. Họ cố gắng tiếp cận giao tranh rồi và đợt sóng của Meliodas hay là cú đặt không nổi rồi.
nhưng nó không thực sự hiệu quả khi phía bên kia Gami Sport có đủ thời gian để họ phản ứng lại với những tình huống mở đó bằng cái thảm lửa vang carry của Koki, bằng cú tốc biến của Imo một chiều hết luôn. Và khi những cú mở của bên phía Spray Sport không hiệu quả, họ bị hồi mã thương bằng một pha mở đẹp hơn tới từ Elio, bằng một chiều bàn trong chiến dịch tận thế lên bổ quy, và những thành viên tuyến đầu của Spray Sport không thể chịu nổi lượng sát thương sau khi họ bị dùng ngủ. Lượng sát thương là quá lớn đến từ đội hình của Gami Sport khi đã có tầm 2 đến 3 món trang bị rồi. Gam có một pha phản công cực kỳ tuyệt vời khi mà Series Sport là đội chủ động. Họ thấy được đối phương đang đứng ở tầm đó, tuy nhiên cái chiêu cuối đến ăn được con Baron lấy tinh thần giao tranh đẹp hơn. Chỉ là cái nhịp mà Series Sport họ muốn làm một điều gì đó, nhưng cú quyền trường xoay tròn và trừng phạt cực kỳ tốt đến từ Levi đã giữ lại con Baron. Và lựa chọn Aatrox trong ván thi đấu này là hồi thiếu chút xíu đam cho đường trên của Gami Sport khi mà Kia Ya đang trình diễn một con Aatrox. Levi hay nè, Levi với một thằng Slowzy gắn đúp được vô một thằng của Gam, Levi chạy ra hứng được một cái quy đầu tiên, chứ cái quy đó có đúp vô là thằng kia chết rồi. Sau đó Levi bấm cái đồng hồ câu thêm một nhịp nữa của con Slowzy. Sau đó thằng Slowzy bắn thiếu đam Levi một nhịp. Thậm chí là Pool cũng chưa có nhiều về giáp, anh ta chỉ có đúng kiểu mà Levi vừa hay mà vừa hơn trong pha đó luôn. Khi bị dính một cái khúc du rừng thẳm của Levi, Pool cũng nằm xuống. Trời không đổ Slowzy rồi. Rất khó dành cho Series Sport khi mà lượng tiền đã được kéo giãn lên con số là gần 5.000 tiền rồi. Những chủ lực đến từ Gami Sport đã bắt đầu có những trang bị phòng ngự. Levi thì đã hoàn thành đồng hồ Cacionia. Khu vực trên thì Kiaya cũng đã có được móng vuốt Starac giúp cho những thử thách outplay đến từ anh chàng này sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Và từ nãy tới giờ chúng tôi đang thấy là Slowzy mặc dù được nuôi và có lượng tài nguyên rất là nhiều, nhưng mà cái tác động của ta tới giao tranh vẫn chưa thực sự là rõ rệt. Còn ở phía bên kia thấy là Imo cũng đã hai mảnh của vô cực ở đồ thứ tư rồi, rất giàu rồi. Gam qua đoạn khó nhất rồi, bây giờ các mũi nhọn đều có đam hết rồi, bây giờ không sợ chuyện kia da bị sắp đau nữa. Kia da cứ lũi vô chết cũng được, giờ Gam cứ đánh bình thường thôi. Họ lại còn phải đối mặt với thêm một con Aatrox tuyến đầu. Giờ thằng nào cũng có đam rồi. Và đến thời điểm này thì đội hình của họ vẫn chưa có giảm hồi máu. Rất khó để có thể hướng lên một trang bị giảm hồi máu ở thời điểm hiện tại. Nếu như người có thể lên được thì có lẽ sẽ là Meliodas mà thôi. Và anh ta vẫn đang vướng bận để lên 3 món trang bị lớn, mặt nạ đỏ đây, hoa tử linh và đồng hồ cát. Ván này thì anh ta cũng không có nhiều mạng, anh ta nằm xuống tổng cộng đó là 5 lần và có được 2 mà hạ gục thì lượng tiền nó cũng chưa đủ để anh ta có thể hướng tới thêm nhiều món trang bị hơn nữa. Một tín hiệu tốt dành cho Cerberus khi mà đã có được cây vô cực kiếm trên người của Richard, người đang có chỉ số farm cũng rất tốt. Và Ezreal trong tay của Slowzy cũng đã có được 4 món trang bị lớn rồi. Nhưng ở tại thời điểm này thì họ lại không có cớ để có thể ép giao tranh. Gami Sport thì đang tiếp tục đẩy tiếp vào khu vực đường dưới nhắm tới trụ 2. Một mình Slowzy đang chưa thể giữ được trụ. Sức sát thương của Ezreal sẽ là một con AD cần phải có thời gian để có thể dồn vào. Đó không phải là một lượng sát thương đột biến như là Kai'Sa, như là Koki để có thể gây ra. Anh ta cần những cú phát bắn thần bí. Tuy nhiên từ nãy giờ vẫn chưa có gốc để Slowzy làm điều đó. Và việc anh ta không có phép bổ trợ tốc biến cũng khiến cho anh ta rén hơn rất là nhiều trong việc đứng cao để thực hiện những pha cấu rỉa. Nếu như đứng cao và bị dính những pha mở của đội hình bên phía Gami Sport và giống như những tình huống trước đó thì nó sẽ là một thiệt thòi rất lớn cho chênh lệch này. Tiền cách biệt lúc này hơi khó lật một tí. Trước đó khoảng chỉ 6.000 tiền. Nhưng mà tại vì cái đội hình của Cerberus cũng có cơ sở để làm một vài cái combo combo á. Izilus thì có thể hơi thọt, nhưng Koki trong tay của Imo lật thì là Gam lợi thế nhiều rồi, nhưng mà nếu mà con Yone nó quét được nhiều thằng á, vẫn còn có chút xíu á, chút xíu cơ hội không? Bây giờ chúng ta đang nhìn thấy đó là Levi có đồng hồ và giáp tay Seeker cũng đã có trên người Izilus với hai phép khó thì nó khó đó, nhưng mà thử lần cuối nè. Thực sự là với một cái tốc độ thử con rồng tiếp theo là Gam mang con rồng nó giao tranh xong là cũng xong rồi. Giữa trận khá là nhiều nên bên phía của Spray Sport cũng là những người mất đi quyền kiểm soát những con rồng nguyên tố. Gami Sport cơ hội cuối cùng, con rồng lửa liên tục cho một đội hình cũng rất giàu sát thương của họ. Thì nếu như để cho đội hình của họ có thêm linh hồn rồng lửa nữa, chắc chắn là Series Sport sẽ không được chơi game. Họ sẽ không thể nào nhìn thấy những Yone ulti khoảng chừng 3 thằng thì win. Tia truy kích hay là tên lửa định hướng từ đâu bay tới với 3 thằng bao gồm là Levi, Emo với lại Easy Love thì win. Qua giao tranh trực diện thì có lẽ đội hình của Gami Sport đang khỏe hơn rất nhiều với những bộ chiêu cuối giúp cho họ có tác động vào một pha giao tranh. Bàn co của Gam đứng thẳng hàng cho Yone nó chặt đặt mệnh thì ok. Phục vụ cho cấu rỉa và những tình huống áp sát với giao tranh mà thôi. Nếu như mở không tốt thì họ sẽ bị những tình huống phản công như từ nãy tới giờ chúng ta đang nhìn thấy. Sự tự tin dành cho Slowzy là có cơ sở khi anh ta vừa hồi lại phép bổ trợ tốc biến cùng với thanh tẩy thì nó vẫn đang còn trên người của anh ta. Nhưng rất tiếc là tình huống của ánh sáng vừa rồi của anh ta nó đã trượt. Đây là tình huống dựng chiêu cuối để phá biến về, anh ta đoán là ở đó có người. Bây giờ là mất chiêu cuối trước thêm con rồng. Hơi ổn nha. Hồi kịp 30 giây nữa rồng ra. Hồi kịp không? Đội có lợi thế về mặt tầm nhìn, Gam bắt buộc phải di chuyển ra đây phải check.
đây sẽ là cái cơ hội cho Slowzy bào máu nha. Nhưng Gam hình như tôi nghĩ họ đang có một quyết định khác. Họ muốn đẩy mid vào. Họ đẩy được lính mid trước rồi sau đó mới di chuyển ra. Những cái tuy trinket và hạt lăn lóc đang bắt đầu phát huy tác dụng. Meliodas vẫn chưa tiếp cận được mục tiêu để có thể có những tình huống phi thạch. Levi, Levi đang đi vòng. Anh ta sẽ đẩy được lính mid. Gamisport sẽ từ tốn cho họ không vội. Tuy trinket tiếp tục trúng vào người của Slowzy rồi, anh ta phải cẩn thận nha. Những tình huống mở đột biến kết hợp với bản năng sát thủ sẽ rất khó đó. Bull bị gõ rồi. Slowzy vừa mất đi cú E của mình. Richard quay ngược lại trả sát thương người của Levi. Đánh sao? Đánh sao? Không cho Seret lùi về. Hạt lăn lóc tiếp tục. Đánh sao? Có máu. Bull đang là người che. Móc thành công vào người kia già. Và thủy lưu tùm như được tung vào người của Levi. Elio tới. Nhưng anh ta quá cô đơn. Bắn. Anh ta bắt Slowzy. 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 Bull khiến cho Levi bắt buộc phải bắt buộc. CC có ai chốc được không? CC có ai chốc được không? Không được rồi. Easy Love đang đứng tiền. Slowzy đang cố gắng bỏ chạy. Richard giật về. Nhưng có mẹ nó CC. Liệu rằng giao tranh của ngừng lại chưa? Đã có tầm nhìn Easy Love. Bull đang cố gắng chạy với cái động đất Isto của mình. Và hai bên chuyển. Dừng lại ở việc đó là còn hai người dịch chuyển bọc đầu. Còn Scandal nếu được. Baron thì được. Baron ăn hai người tôi nghĩ là cũng hơi khó. Bởi vì phía bên kia Spray Sport cũng còn hai người đó. Hết CC rồi. Hết CC rồi. Của kia Yann không bắt được. Và người chơi đường trên bên phía của Spray Sport. Chịu ơi. Đó là cú dịch chuyển tới từ Pool. Đánh vậy là hay lắm rồi. Đánh pha dòng cạnh nó cũng gọi là nỗ lực lắm rồi. Gamisport không ăn Baron. Một pha thấu kính tới từ Richard phát hiện ra đối phương không ăn Baron. Thì có lẽ những gì mà Cerberus Sport đang cố gắng làm là giải quyết lính ở các khu vực đường mà thôi. Chúng ta hãy cùng nhìn lại pha này là một pha mà bên phía Gamma Sport mất thế ra rồng rồi. Nhưng giao tranh thì họ vẫn có thể giao tranh được. Hãy nhìn con Atrox của kia nha, anh ta hồi máu lại. Quá lỗi trong pha này luôn. Những tình huống hồi máu lại tầm 800. Nhịp đầu tiên là CC được nó. Bull bế nó ra. Không, Bull rất là hiểu luôn. Bull nó biết mình cần phải làm gì. Nhưng rất tiếc là một mình đang Bull. Tới đoạn này là hết nổi rồi. Ở phiên bản 985 máu. Một cộng cho Bull. Nói chung là Bull nắm rõ điều kiện giao tranh này nọ các thứ. Nhưng mà một ba bổ mới hai cái quy không đủ sức. Hồi gần 2000 máu ạ. Bull hết sức rồi. Hiện tại tôi thấy là Meliodas đã có một cái ngọc quên lãng. Nhưng mà tôi nghĩ là cần thêm một chút gì đó hồi giảm hồi máu nữa tới từ các vị trí khác. Ví dụ như Pool lên thêm cái áo choàng gai đi. Hoặc là như vừa rồi Cerberus thực ra giao tranh không tệ nha. Hay. Họ vẫn có rồng, họ vẫn có một tình huống giao tranh 3 đổi 3 không lỗ. Quan trọng là họ vẫn có được con rồng nguyên tố để khiến cho ván đấu hiện tại 37 phút trôi qua chưa bên nào có linh hồn rồng cả. Họ vẫn sẽ có thể tiếp tục triển khai những pha tương tự như vừa rồi ở tại khu vực Baron nếu như họ tiếp tục làm tốt với những đòn cấu rỉa của Slowzy. Slowzy đang lựa chọn cái chùy gai để lên chứ không phải là một cái khăn giả thực. Anh ta tự tin với cú thanh tẩy của mình. Và từ nãy tới giờ khi mà anh ta bị kia da zone vào thì rất khó để có thể trả người sát thương. KDA hồi nãy là 5-3, bây giờ 5-4 rồi. Không hề có bất kỳ một màn hạ gục nào cả. Và bây giờ sẽ là một cái giao tranh mà chiêu cuối đến từ Meliodas đã hồi rồi. Anh ta cần phải sử dụng cái chiêu cuối của mình thật sự là cẩn thận hơn. Dịch chuyển đến từ hai đường trên cũng đã không có. Những làm lại ha. Đầu pha giao tranh đã kia da nó tới 2 mạng luôn nha. Tiếp tục kích sát vào người Slowzy. Lần này tiếp tục là cú ánh sáng trúng vào người của Imo. Đợt lính ở khu vực giữa đã mở luôn bởi hai bên rồi. Baron luôn. Gam ăn Baron với tốc độ cũng là tương đối nhanh. Có mắt kiểm soát trước đó của họ không deny được mắt của đối phương. Meliodas không được rồi. Móc con đeo cũng hụt luôn. Bây giờ Bull đang càng vào. Bull vô sâu quá không? Bull vô sâu quá rồi. Bull vô sâu quá rồi. Nhưng Bull bị bỏ lại. Bull nằm xuống đi cho quanh 1-1 và đã ép được giáp hồi sinh phía bên này. Bản đã sâu la vào. Anh ta tấn công thấu người Slowzy. Slowzy cũng đi trong tình huống này. Nhưng ta gỡ được một mạng. 3-2. Gam đã có lợi thế về lượng sinh lực. Levi lao lên, anh ta làm chậm, nện cái nè, kết một lượng giáp đến từ nó. Chính sức mạnh của Gam. Đi chắc quan xuất hồn, anh ta đang chém ngược Levi, anh ta sẽ gỡ được một mạng. Tuy nhiên có chạy được không được kia, quyết định là không, sẽ là quét sạch cho được Gam. Nó chọc. Chiến binh tận thế cũng là chiến binh cuối cùng còn sống sót trong tình huống giao tranh vừa rồi. Và Gam có một cú nhìn mà mình thốn luôn, cầm cái cây nó chọc. Chiến thần của mình với Legendary. Một cây đăng kim vào chân. Còn Atrox của anh ta vừa chỉ mất ra tinh thần chứ chưa phải nằm xuống bất kỳ một lần nào ở trong ván đấu này. Và đây là đợt đẩy giúp cho Kiaya có lẽ sẽ có được một đường lính siêu cấp của Cerberus Sport. Còn kết thúc ván đấu thì chắc là không kịp rồi. Khi mà Pool cũng đã hồi sinh rồi, dù cho có cú dịch chuyển từ Imo thì nó cũng sẽ không giúp được gì cả. Sẽ có Baron một bùa cuối cùng trên người Kiaya và một cú quét sạch 5 người. Chúng ta cùng xem lại pha giao tranh này. Khởi đầu giao tranh không hề tệ cho bên phía của Cerberus Sport khi không, mà cũng hay anh em. Má Cerberus 7-8 ngàn tiền về đó đánh giao tranh hai pha vẫn cân cân. Mà Richard đã không phải dùng cú đánh tốt lắm á, đánh tốt lắm á, xử lý này nó cũng ok lắm rồi đó, chỉ là cái khoảng cách nó bị lớn á thôi. Nhưng đó chỉ là một thằng Slowzy xử lý pha giao tranh này cũng ác chiến phết đó. Gắn được cái đúp vô bắn chích que Weasel Up. Richard đổi góc xuống lấy được cái giáp tinh thần của kia ra. Khi không có được con Atrox tiến đầu, họ đã nhanh chóng nằm xuống. Nhưng Levi vẫn có đồng hồ và anh ta vẫn giúp cho Kiaya tiếp tục quẩy tiếp sau khi anh ta hồi sinh với giáp tinh thần. Và đó là cú ghi nhận nỗ lực của
bù lại Baron của Cerberus. Sau pha giao đấu vừa rồi thì bên phía của Gam đã có được Baron và một cái đường lính siêu cấp. Tuy nhiên kia Gam mất giáp thiên thần, anh ta cũng mất tốc biến trong tình huống vừa rồi rồi. Đây sẽ là một cái áp lực vô cùng lớn để khiến Kia không dám lao vào. Khi mà Slowzy đã còn tốc biến, Meliodas cũng đã hồi tốc biến và Pool cũng tương tự như vậy. Kia bán giáp thiên thần nhanh quá đủ và cái khiên băng ra đun liền luôn. Đội hình của cả hai bên tại con rồng nguyên tố cuối cùng, nó chắc chắn sẽ là linh hồn rồng dành cho một trong hai bên mà thôi. Khu vực đường giữa đang là kèo đấu giữa Kia và linh hồn rồng lửa. Trong khi đó rồng đang được khởi động. Linh hồn rồng lửa. Thì họ chưa có sát thương để trừng phạt. Slowzy phun đồ rồi. Linh hồn kéo trúng kia, kéo trúng kia, kéo trúng kia. Gom cực kỳ hay. Rồng cho Levi. Kia cùng solo kill thắng rồi. Thôi xong rồi, xong rồi. Phía này thì Kia đang bổ vào thẳng người của Meliodas. Chiến thần BCS. Tồn tại nữa. Gánh được. Và đây có sẽ là chiến thắng 2-1 dành cho Gami không? Đó sẽ là đợt đẩy ở khu vực đường dưới để trong những khoảnh khắc gặp nghèo nhất. Một pha tranh mà Gam ngước lên trời. Cú trừng phạt xuất sắc của Levi để mang lại linh hồn rồng với ba dòng lửa cho Gam Esports. Tình huống solo 1-1 xuất sắc của Kiaya khi anh ta solo kill the Richard. Gánh được, gánh được, gánh được. Và khi không có Richard để có thể áp lực vào Corki hay Kai'Sa, phần còn lại của Cyber Esports đã không đủ sức để giao tranh với Gam Esports. Và đây là ván thắng để ấn định tỷ số 2-1 dành cho nhà đương kim vô địch Gam Esports. 42 phút thì trả lương cho Kiaya về xứng đáng từng đồng luôn. Đến từ Cyber Esports là đáng ghi nhận. Tuy nhiên bản lĩnh của nhà vô địch Gam Esports đã thể hiện đúng lúc và họ có chiến thắng 2-1.